thưa quý vị, ngày 31 tháng 10 hàng năm là ngày Halloween. Halloween là đêm trước lễ các thánh, All Hallows Evening. Đọc ngắn lại là Halloween. Ban đầu đây là đêm tưởng niệm các thánh tử đạo và những người tin Chúa đã qua đời. Và cùng với ngày này người ta tổ chức những trò chơi lành mạnh qua việc hóa trang cho trẻ em đi xin kẹo bánh ở các gia đình trong xóm hay phố của mình. Nhưng dần dần, nhất là trong những thập niên gần đây, người ta đã biến nó trở thành lễ hội của ma quỷ và của thế giới thần linh. Có những người không biết làm theo đám đông trong việc trang hoàng nhà cửa và giải trí với những hình ảnh quái gớm liên quan đến ma quái, kinh dị và chết chóc. Thưa quý vị, thế giới thần linh là thế giới có thật của ma quỷ và chúng ta không nên chơi đùa với những điều quỷ quái này lời Chúa dạy chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu nhưng chống lại các quyền thống trị các thế lực các kẻ nắm quyền bá chủ của thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các miền trên trời ma quỷ là một thế lực chống lại thiên chúa và những điều tốt lành nguyên thủy ma quỷ là một trong các thiên thần của đức chúa trời nhưng đã phản loạn chống lại Thiên Chúa và đưa nhân loại vào tội lỗi. Ma quỷ đã xuất hiện trong vườn địa đàng dưới hình thức một con rắn để cám dỗ tổ phụ loài người. Nó gieo nghi ngờ và trí óc con người để con người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện ma quỷ cám dỗ loài người như sau. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả rắn nói với người nữ có thật đức chúa trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao người nữ nói với con rắn chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn nhưng về trái của cây trồng giữa vườn đức chúa trời đã phán các con không được ăn cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy kẻ các con sẽ chết con rắn nói với người nữ, các ngươi chắc chắn không chết đâu. Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh chồng cũng ăn nữa bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng họ kết lá cây vả làm khổ chè thân có người đã bị ma quỷ cám dỗ bất tuân lời của thiên chúa và đưa cả dòng dõi loài người vào con đường tội lỗi và từ đó đến nay ma quỷ vẫn liên tục hoạt động chống lại thiên chúa và người của ngài Thiên Chúa là nguồn của mọi thiện lành, còn ma quỷ là hiện thân của mọi gian ác, tội lỗi xấu xa. Thiên Chúa là ánh sáng, còn ma quỷ là bóng tối. Thế giới tối tâm là thế giới của ma quỷ. Trong thời gian Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời tại thế, Chúa đã nhiều lần trừ quỷ, đuổi quỷ ra khỏi những người bị tà ma ám bị quỷ ám và bệnh tâm thần là hai điều khác nhau. Vì Kinh Thánh cho biết ma quỷ có sức mạnh và hành hạ những người nó ám vào. Phúc âm mát ghi lại một trường hợp người bị quỷ ám như sau. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia trong miền Gerasa, khi Ngài bước ra khỏi thuyền lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mã, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa, đến đồi núi la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: lại giê -xu, con Đức Chúa Trời chí cao tôi có liên can gì với Ngài Nhân danh Đức Chúa Trời tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi Vì Đức Chúa giê -xu vừa phán hỡi uế Linh hãy ra khỏi người này Rồi Ngài lại hỏi ngươi tên gì uế Linh đáp tên tôi là quân đoàn vì chúng tôi đông lắm uế Linh lại vang xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh vang nài xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giêsu cho phép các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo cả đàn khoảng 2.000 con từ truyền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Đó là câu chuyện người bị quỷ ám được chữa lành. Câu chuyện trên đã kết thúc như sau. Khi ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: "Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và ngài đã thương xót con như thế nào." Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ, thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Thưa quý vị, bị quỷ ám là điều có thật và Chúa đã bảo người được Chúa chữa lành không làm gì khác hơn là nói cho người khác biết về ơn của Chúa làm cho mình. Thưa quý vị, nhân loại trên một phương diện đang ở dưới quyền thống trị của ma quỷ chống nghịch Thiên Chúa. Người chống nghịch Thiên Chúa sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Ở trên đời này người phạm luật là có tội với pháp luật và phải lãnh chịu hình phạt theo pháp luật ấn định là con người là vật thọ tạo của thiên chúa vi phạm luật của chúa chúng ta cũng sẽ nhận hình phạt như vậy án phạt của chúa là sự chết chết có nghĩa là bị phân cách chúng ta bị phân cách khỏi thiên chúa khi chúng ta phạm tội với ngài chúng ta chỉ sống về phần thể xác mà thiếu đi sự sống tâm linh chúng ta không có sự sống của thiên chúa. Và vì vậy mà đời sống không có ý nghĩa và chúng ta cũng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Khi một người quay trở lại với thiên chúa ăn năn tội của mình và tiếp nhận tình yêu của thiên chúa, thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người ấy sẽ được tha tội, được sống lại về phần tâm linh và được làm con của thiên chúa. Người ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của đời sống và sống với ý nghĩa đó. Và sống với đảm bảo về đời sống sau khi chết. Thưa quý vị, đó là sự sống vĩnh hằng trong nước của Chúa. Halloween là ngày ma quỷ lợi dụng để người ta đề cao và ủng hộ cho quyền lực của bóng tối. Chúng ta phải tránh làm điều đó. Hóa trang hay giải trí lành mạnh thì không sao nhưng hóa trang và tổ chức lễ hội với những hình ảnh của chết chóc ghê rợn là điều không nên làm. Vì như vậy là chúng ta đề cao và kêu gọi quyền lực của bóng tối đến với mình. Điều chúng ta không nên, đó là không nên đùa giỡn vì thế giới thần linh có thật. Và thế giới đó đang kéo con người xa lìa Thiên Chúa và đi vào cõi diệt vong đời đời.